Xin chào anh chị em. Hôm nay có cây hoa năm cánh trắng nở ở trong vườn. Cái này mũi hơi màu phớt hồng nhưng mà cuông đẹp. Hoa to thơm, cuông tròn. Xin chào Tống Duy Thức. Hello cả nhà. Đẹp thì nhờ cái khuôn, mà khuôn này thì đẹp rồi. Khuôn tròn trịa. Em ở ngay tâm dịch luôn mọi người ơi. Em ở ngay Hóc Môn. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh mình tâm dịch lớn nhất cả nước rồi. Thì em ở Hóc Môn. Thì mỗi ngày gần xung quanh em thì có mấy chục ca bệnh mắc mới. Em ở nhà không được ở nhà mà ở vườn cách ly xã hội luôn cho chắc. Anh em trong vườn thì tới ăn ngủ sẽ mời trồng cây. Quý ơi, có cây này đáng chơi lắm quý ơi. Có mấy cái kia nữa quý ơi. Hoa đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ở ngoài thật sự là cực kỳ đẹp. Có tội cái là mũi màu thôi. Cây này nở đi mấy ngày rồi, 40 ngày rồi. Sẵn đây nhân tiện đây anh chị em nào có xem cây gì thì cứ nhắn tin cho em nha. Em cho mọi người xem cây. Đây toàn cảnh khu vườn của em hôm nay. Đây là kiếm em mới tắt cách đây được 2 tháng. Đây vườn kiếm em đây.
Sơn xin mời anh chị em cùng em ngắm lan chơi nha. Xăng phun phần bóng lá rồi lúc 6 giờ sáng. Bây giờ em rửa lại lá, rửa lại hai lần rồi. Sau phun khi phun phân nửa tiếng sau là em cho phun nước sơn lại. Xong rồi mới phun lại lần thứ hai cho nó ăn hết những cái phân trên lá luôn. Mùa này trong miền Nam trong vườn em thì cực kỳ là phát triển. Xây nhà thôi, còn đất trồng cây lâu năm là không cho làm vườn lan luôn. Ngay địa phương Hóc Môn gửi giấy đi các tỉnh các phường rồi, được gửi xuống thành phố luôn còn chưa làm được nữa. Mênh mang bóc trồng hết một hết rồi.
tiên. Nhìn thấy cây mập lắm, to dài hả? Đây là em ôm cây tự nhiên, cắt khúc ôm tự nhiên. Nhìn thấy mà mê luôn. Để mà đạt ương, mà điều, mà đạt như vậy nè, là em cắt một lượt hết, giống xuống một lượt giống. Đây em mọi người đi qua xem mấy cây ươm bạch tiết nè, đủ các loại hết. Cái bạch tiết mà sơn nữ bạch tiết năm nay ương trong vườn đã khá là đạt, hầu như là không lên được có hoa nào luôn. Khi thân mập vậy mà cắt mà đủ dinh dưỡng đó là lên khỏe quá trời khỏe. Bạch tiết, mặt trâu, hồng phấn, bảo di, đủ các loại ở đây hết. Đẹp không tên. Bảo Di. Còn bốn sạch đây chưa đem ra. Cho nó đủ rễ mới cho ra. Hơi rễ hơi yếu, mới vừa nhú à. Mùa này là em trực tiếp là xịt phân thuốc, không có giao cho lính, cho nên là hiện nay trong vườn cây rất là đẹp luôn. Không tên em vườn em là chủ đạo là ngọc sư cước, không tên, hồng phấn, ngọc sư cước tách ra. Bốm đại ngàn. Cái bốm đại ngàn này hôm đấu giá của chính trường nha cả nhà.
không đấu giá cây này của Đương đem về nó giống như nó mé dữ lắm. Hôm nay thì nó lên cái mầm, không lên mầm gốc mà lên cây trên thân. Trên thân này em chưa lại xuống luôn, để cho nó khỏe, thật khỏe mới lại xuống. Đây là cái bấm đây ngàn ở chính trường, hôm đấu giá 11 tỷ mấy đó. Đây là mầm không tên. Cây trong vườn em thì thứ nhất là lá dày khỏe, lá căng, đanh lực đanh cây. Học sinh cướp. Cổ gì? Đây là cây người đẹp không tên. Tên nhìn vô là nhìn lá là biết liền à, lá nó hay có sọc sọc gì đó, lá sọc mà lá đi ngang không à, mà trồng đứng thì cây nó lá thì sẽ đi hai bên, còn cái trồng cần câu thì là lá đi ngang vậy, nhìn đẹp lắm. Đây là không tên. Tên luôn. Mà tiết vườn em bây giờ là cây tầm 10 xăng, 7 xăng, 6 xăng thôi. Vậy mà đợi như vậy là đợi cuối năm nữa là có một mầm vậy là phải lên chừng 20 xăng là cùng. Ít nhất phải 20 xăng. Là cây sen nữ Sơn La. Lá dày cứng cáp cho nên đỡ thối lắm. Đây cây ngọc sen cước. Này em bỏ vỏ trấu để chủ yếu là để cho nó giữ ẩm cái mặt, không bị bốc hơi nước, cho nên hạn chế tưới lại. Bỏ vỏ trấu vô thì thấy cái độ ẩm của cái chậu, của chậu là rất là hiệu quả luôn. Bộ gì? Đây là cây kinh bắc. Nằm ở trắng kinh bạc. Chưa dám đông đầy hết thì em chủ yếu là cho nó đẻ mầm gốc trước rồi. Đẻ mầm gốc trước xong bắt đầu mới cắt xuống. Một là làm cái danh thân, hai là cắt xuống. Em có chích đây một nhát này nè, mà nó sưng lên được bên hông mà không biết sưng cái gì. Mà ra hoa thì quá đã luôn, có hoa ngắm. Cả mắt trâu. Đây là cho bộ gì? Chừng 2 tháng nữa là vườn em là cây sẽ là cây tàn cây lớn không? Tại vì hiện nay nó mầm gốc đang lên phát triển đẹp. Đây là cây tảng viên.
cước. Ê, ngọc xin cước. Cái là cái anh Vũ. Cái Vinh Thăng. Đây là cây Vĩnh Khang. Em ra em cho mọi người xem cái bảo di hôm rồi em có nhận 20 khúc, 20 khúc đúng không? Cái cây mà hôm rồi mua của thằng Tuân á, là của thằng Lê Bảo Trăng, Lê Bảo Trăng đem về á, 35 tỷ á. Hiện nay thì tình trạng là cây đó là ôm thì đã vú lên được ở đây rồi nha. Anh chị em nào mà nhận Vườn Lan Hai Beo có nhận cái cây của Lê Bảo Trăng á, hôm rồi em có nhận 20 cây. Hiện nay thì bây giờ mà mắc những cây bây giờ nó đang nhú đồng loạt. Đang nhú con này hết nè, mẫu gì. Hôm rồi ông anh nó có nhận là 20 cây cho những anh em là đặt cây là 20 người. Hiện nay thì cây nó lú lên cỡ này hết rồi. Chừng anh em nào muốn lấy trước thì trong vòng khoảng 1 tháng rưỡi nữa là giao kia cho anh em được. Thì kia nó mới vừa nhú thôi, mới nhú vừa lên kia vừa lên rễ. Những tem xanh này là bảo di nè. Mắt trâu cũng mới nhú. Con kỳ đại cát ra hoa, còn giữa mắt dưới đây đang nghĩ là chắc kỳ quá, nhưng mà ra hoa thì mắc luôn khúc này thôi. Còn trong đây thì cũng có là kỳ đại cát luôn. Rau hoa bởi vì là có phần khác không trùng cây đó. Đây là cây đôi mắt bờ đi cu. Cái này là hôm rồi anh Dũng Trang gửi tặng cho mấy anh em trong vườn, hôm nay được lên được 2 cái mầm. Anh Dũng Trang tặng này được lâu rồi đó, hôm nay lên được 2 mầm. Em ương thì mấy cây mà mới vừa nhú rễ là em chưa cho ra nắng, em cho 2 lớp lưới. Khi nào mà rễ rừng 2 xăng 3 xăng ở đầu em chuyển cho ra ngoài hết. À, kịp tiết nha. Thank you.
kỳ mà như là cái thằng mà. Kỳ khỏe rẻ đẹp. Tin ti. Nè, đại cát. Một kỳ. Hai kỳ. Ba kỳ. Đây là mở lá đẹp hết rồi. Rễ đồ trồi được hết rồi. Bốn kỳ. Để cát luôn. Gì nay đi khoe mấy người cây trong vườn không tên bắt trâu hồng phấn không tên rau bảo di ba mũi cái ba mũi quân sơn không tên tên Hậu Di không tên Quân Sơn Hưng Hóa Hậu Di của chị Hoa Phùng Hoa Phùng bạch tiết luôn nha có chồng tiết là đẹp ghê quá đẹp luôn nguyên dãy này nguyên dãy và tiết hết chồng tiết chồng bạch tiết luôn bạch tiết luôn khoái chồng bạch tiết tiết này mua của Hà anh Hà Văn Tâm 30 tỷ hôm rồi định làm giao dịch mà làm một buổi lễ chuyển nhượng mà bệnh dịch quá em không làm lễ chuyển nhượng luôn
Ê, định gì đó? Dạ, xin em nãy giờ em cho anh chị em ngắm xung quanh cảnh khu vườn em trong mùa dịch. Thôi em xin phép hẹn mấy anh chị lần sau nha. Em xin xuống like. Xin chào cả nhà nè. Em xin xuống like nè.